Mình biết đây là cái thời điểm quá sớm để chia sẻ với mọi người về cái điều này, nhưng thực sự thì đây là một cái thông tin mà các bạn cần biết. M1 Ultra là một con chip mới ra mắt của Apple. Đây là một con chip có hiệu năng rất là khủng, các bạn cũng đã biết rồi. Và tại cái thời điểm mà mình quay video này thì cái chiếc Mac Studio là cái sản phẩm mà sử dụng con chip là M1 Ultra thì nó vẫn chưa được mở bán và tất nhiên là chưa có tại Việt Nam. Thế nhưng mà mới đây thì mình đã tìm hiểu được một cái nguồn tin khá là uy tín cho rằng là Apple họ đang phát triển một con chip thế hệ tiếp theo. Các bạn đang nghĩ đến MacBook Air M2 đúng không? Không phải đâu, cùng tìm hiểu nhé. Anh em ơi! Trước khi mà bắt đầu cái sự kiện ngày 8 tháng 3 của Apple thì đã có rất là nhiều những cái thông tin cho rằng là chúng ta sẽ có một chiếc MacBook Air sử dụng con chip M2 đúng không ạ? Rất là nhiều thông tin, rất là nhiều video đã nói về chiếc máy tính này. Thế nhưng mà sao? Sau sự kiện chúng ta có được một con chip đó là M1 Ultra. Đó là sự kết hợp của hai con chip M1 Max với cái công nghệ đó là Ultra Fusion. Và nó đã đội giá của sản phẩm này lên tới là hơn 100 triệu đồng khi mà về Việt Nam. Mình nhớ là khi về Việt Nam nó có giá là khoảng 109 triệu đồng cho cái phiên bản là M1 Ultra đó thì phải. Và tất nhiên là một hãng lớn như Apple họ phải có những cái kế hoạch đường dài. Khi mà một con chip nó đã quá mạnh và cái giá thành nó cũng khá là cao rồi thì họ sẽ phải phát triển một cái dòng chip tiếp theo nó có giá rẻ hơn này. Và hiệu năng thì nó vẫn sẽ phải hơn cái phiên bản M1 từ năm 2020. Và theo những cái nguồn tin mà mình tìm hiểu được từ 9to5Mac, một cái trang thông tin nó cũng rất là uy tín, thì Apple họ đang phát triển một con chip có tên là Apple M2. Và cái sản phẩm này nó sẽ được sử dụng cho Mac Mini chứ không phải là MacBook Air như các bạn vẫn đang nghĩ. Và đến đây thì nhiều bạn lại thắc mắc là tại sao Apple họ không đưa M1 Pro, M1 Max, những con chip cũng mới ra mắt thôi, lên cái chiếc Mac Mini mà lại cứ phải là M2? Thì đó, tôi cũng nghĩ như các bạn và Apple họ cũng nghĩ như chúng ta. Họ cũng đã từng có một cái kế hoạch đó là mang M1 Pro này, mang M1 Max lên Mac Mini. Thế nhưng mà sau khi cái chiếc Mac Studio ra mắt nó cũng có cái phiên bản đó là M1 Max thì cái dự định này nó đã bị phá tan. Và theo 9to5Mac thì cái chiếc Mac Mini tiếp theo của chúng ta nó sẽ có tên mã là Z473. Vâng, Z473. Và để mà nói về cái dòng chip M này thì vào năm 2020 chúng ta có một cái dòng chip đó là Apple M1. Thì cái dòng M1 này nó được phát triển dựa theo con chip là A14 Bionic. Còn năm nay thì M2 sẽ phát triển dựa theo A15 Bionic của iPhone 13, iPhone mới nhất. Và theo như mình thấy rằng thì đây cũng chỉ là một cái sự nâng cấp nhẹ thôi, nó không quá là rõ rệt. Bởi lẽ rằng là chúng ta vẫn sẽ có cùng số nhân CPU đó là 8 nhân, còn số nhân GPU thì sẽ nâng cấp hơn một chút đó là 10 nhân GPU. Và tất nhiên là chúng ta chưa dừng lại ở đây. Sẽ có một phiên bản Mac Mini nữa, nó cao cấp hơn, nó có tên mã là Z474 và nó sẽ sử dụng con chip đó là Apple M2 Pro. Và con chip này thì nó sẽ có một cái số nhân CPU đó là 12 nhân. Còn cái số nhân GPU thì chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng chắc chắn là nó sẽ cao hơn cái phiên bản M2 thông thường rồi. Và như vậy là chúng ta đã có được những cái thông tin cơ bản về con chip mới của Apple là M2 và M2 Pro rồi. Vậy thì còn cậu em MacBook Air có tiếng nhưng mà không có miếng thì sẽ như thế nào? Những cái chiếc MacBook Air của năm nay thì dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 2 và quý 3 của năm 2022. Và rất là đáng tiếc chúng ta không có sự xuất hiện của M2 ở đây, mà chúng ta vẫn sẽ sử dụng con chip đó là Apple M1 mà thôi. Và cái thông tin này thì đến từ ông Đồng Minh Chiguo, một người mà có cái độ tín rất là cao về những cái sản phẩm của Apple. Và trong cái tweet được đăng vào ngày 9 tháng 3 của ông thì ông ấy có viết, ngoài cái việc là chúng ta vẫn sẽ có một con chip M1 này sẽ được ra mắt vào quý 2 và quý 3, thì còn có một thông tin nữa đó là cái chiếc MacBook Air của chúng ta nó sẽ không được sử dụng màn hình mini LED giống như là MacBook Pro. Thế nhưng cái chiếc MacBook Air của năm nay nó sẽ có một thiết kế khác này và có thêm rất là nhiều màu mới. Về thiết kế thì cái chiếc MacBook Air của năm nay nó sẽ được đồng bộ so với cả MacBook Pro, tức là nó sẽ có được một cái thiết kế nhìn nó vuông vắn hơn, nhưng nó sẽ mỏng hơn này, gọn hơn và nhìn nó tinh tế hơn. Và về màu sắc thì MacBook Air năm nay sẽ có những cái màu tương tự giống như ở trên cái chiếc iMac 24 inch. Chúng ta sẽ có màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, rất là nhiều màu. Nó giống như kiểu là cái việc mà bạn đã không ăn được cái giải xuất sắc rồi thì bạn phải được một cái giải gì? Giải phong cách. Thế nên là chúng ta có một thiết kế mới này và có thêm màu mới, nó là quá hợp lý cho MacBook Air năm nay. Và như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về thông tin của những con chip mới của Apple sắp ra mắt, đó là M2 và M2 Pro. Theo những cá nhân mình thấy thì đây nó chỉ là một cái bản nâng cấp, nó nhẹ thôi, nó không quá là rõ rệt so với cái phiên bản đời trước. Còn chúng ta cũng biết thêm được một cái thông tin nữa về cái cậu em MacBook Air có tiếng nhưng không có miếng, sẽ không có chip mới, sẽ không có màn hình mini LED.
nhưng chúng ta có thiết kế mới này, mỏng hơn, gọn hơn, tinh tế hơn và phong cách hơn với những cái màu rất là nhiều, đúng không ạ? Và đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những thông tin này thì comment xuống phía dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.